Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ảnh ông Hồ không được phép đem vào sân bóng đá Campuchia. Ngày 8 tháng 5, AFA tiếng Việt đưa tin cảnh sát Campuchia không cho đem ảnh ông Hồ Chí Minh vào sân bóng cổ vũ. Theo đó, vào chiều ngày 3 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại đội tuyển U22 Singapore với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ hai bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32 tại sân vận động Princess Campuchia. Tuy nhiên, trên khán đài, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ. Và đây là hình bài trên RFA. RFA cho biết một video ngắn được đăng tải có logo của kênh YouTube At Sao Thể Thao với gần 200.000 người đăng ký cho thấy một cảnh sát Campuchia đã nói chuyện thông qua người phiên dịch với một nhóm cổ động viên Việt Nam mặc áo có cờ đỏ và quàng cờ đỏ sao vàng. Theo video, một người nam mang ảnh ông Hồ Chí Minh đi qua máy quay, trong khi một giọng nữ quay clip nói rằng hình của bác Hồ mà cảnh sát Campuchia không cho mang vào. Một cổ động viên nam khi được kênh này phỏng vấn đã bày tỏ: nói chung là mình đang ở nước người ta nên mình sẽ phải tuân thủ theo những quy định của người ta thôi, chứ không làm gì được nhiều. Theo RFA, ngày 8 tháng 5, khi kiểm tra kênh YouTube và TikTok Sao Thể Thao, đoạn video trên đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, một số tài khoản Facebook và YouTube khác đã đăng tải lại. Phóng viên RFA chiều cùng ngày đã gửi email tới ban tổ chức giải SEA Games 32 của Campuchia để đề nghị bình luận về vụ việc, nhưng chưa nhận được câu trả lời. AFA nhận xét, không rõ việc không cho phép mang ảnh lãnh tụ, nhân vật chính trị vào sân cổ vũ có nằm trong những quy định của ban tổ chức giải hay không, và liệu đã có các sự cố tương tự diễn ra ở Campuchia hay không. Việc cổ động viên Việt Nam mang hình ảnh các lãnh tụ cộng sản như các ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp vào các sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá đã thường xuyên diễn ra trong nhiều năm nay. Và đây là hình cổ động viên bóng đá Việt Nam thường mang theo hình ông Hồ vào sân. Không chỉ mang theo cờ Việt Nam và hình ông Hồ Chí Minh trong các trận đội tuyển Việt Nam thi đấu, một số cổ động viên còn đem những hình ảnh này đến những trận đấu, giải đấu không liên quan gì đến đội tuyển Việt Nam. Vào năm 2014, trong khuôn khổ giải World Cup diễn ra ở Brazil, trong một trận Pháp gặp Nigeria, nhiều người đã bất ngờ khi thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mani Grincha, Brasilia. Tin này ngay lập tức được báo chí Việt Nam hân hoan loan tải. Tờ Zing News cho biết, một cổ động viên bóng đá ở Hải Phòng tên Văn Trần Hoàng, biệt danh Hoàng Pháo Sáng, đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ hàng tháng trước cho chuyến đi Brazil để mang hình ảnh Việt Nam đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Ông Hoàng không chỉ mang theo cờ đỏ, mà còn mang cả hình ông Hồ Chí Minh đến Brazil. Trước đó, ông Hoàng Pháo Sáng đã đến các kỳ World Cup trên đất bản địa như tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, tại Đức năm 2006 và tại Nam Phi năm 2010. Tại World Cup năm 2022 ở Qatar, một số người Việt đang làm việc ở Qatar cũng đem cờ đỏ sao vàng vào sân cổ vũ bóng đá dù không hề có đội tuyển Việt Nam tham dự. Trước đây, vào tối ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ở sân vận động Saitama Tokyo trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022, một nhóm cổ động viên Việt Nam đã bị quản lý sân vận động Saitama yêu cầu không mặc áo cờ đỏ sao vàng vào sân. Báo chí Việt Nam lúc đó nói rằng hành động này gây bức xúc cho cổ động viên Việt Nam. Tuy nhiên, theo RFA, với sự việc cảnh sát Campuchia không cho đem theo hình ông Hồ Chí Minh vào sân mới đây, báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng. Phóng viên AFA gửi email đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam để đề nghị bình luận về vụ việc, nhưng chưa nhận được phản hồi. Bên cạnh đó, AFA dẫn báo Dân Việt ngày 30 tháng 4 cho biết, lực lượng an ninh của nước chủ nhà Campuchia ngăn không cho các cổ động viên Thái Lan mang trống và dùi vào sân để cổ vũ cho đội nhà đấu với đội U22 Singapore, cũng ngay tại sân vận động Princess. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D.
với bản tin ảnh ông Hồ không được phép đem vào sân bóng đá Campuchia. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đầu. Ngày 8 tháng 5, trên blog VOA, tác giả Ngô Nhân Dụng có bài bình luận Putin tiếp tục chiến tranh được bao lâu? Theo đó, bà Eris Haynes, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, khi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã nói rằng nếu Nga không động viên, bắt lính lần nữa và không được tiếp tế thêm vũ khí từ Iran và các nước khác, thì sẽ không thể nào chống lại quân Ukraine. Theo tác giả, quân đội Nga còn tiếp tục sa lầy ở Ukraine, có thể 1-2 năm là cùng, vì sức không thể kéo dài hơn. Và đây là hình bài trên blog VOA. Tác giả nhắc đến sự bất mãn của Yevgeny Prigozhin, chủ nhân đạo quân Wagner, một đạo quân lính đánh có quan hệ mật thiết với Nga. Ông Prigozhin than phiền rằng Bộ Quốc phòng Nga đã ngưng tiếp tế vũ khí, đạn dược cho nhóm Wagner từ ngày 1 tháng 5. Prigozhin còn kết tội Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và tướng tham mưu trưởng Valery Gerasimov rằng cả hai âm mưu ngăn cản nhóm Wagner vì ganh ghét đám lính đánh thuê này giỏi hơn quân đội chính quy của Nga. Tháng 2 vừa qua, Prigozhin chụp hình đứng bên những xác chết của lính mình, nói rằng họ chết vì bị phản bội. Tác giả nhận xét, cuộc chiến càng kéo dài thì quân Nga ở Ukraine càng kiệt quệ. Tuần này, John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Mỹ, nêu tin tình báo tiết lộ rằng, kể từ tháng 12 năm ngoái, 20.000 quân Nga đã tử trận và 80.000 bị thương ở Ukraine. Một nửa số người chết là lính thuộc đạo quân Wagner. Kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến tháng 2 năm 2022, Nga đã thiệt hại mất 200.000 binh sĩ. Tác giả dẫn lời tướng Scott Beria, người đứng đầu tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng nhận xét rằng quân đội Nga đang thiếu lính thiện chiến. Họ đang sử dụng những binh sĩ trừ bị và vũ khí cũ từ thời Soviet và muốn tái lập lực lượng phải mất 5 đến 10 năm vì đang bị cấm vận. Tác giả cũng dẫn một nguồn tin rò rỉ từ CIA cho biết Putin đã chấp thuận một quyết định của Bộ Quốc phòng Nga tuyển mộ thêm 400.000 binh sĩ một cách thầm lặng. Tuy nhiên, tác giả cho rằng công tác tuyển mộ này không dễ dàng vì hàng trăm ngàn thanh niên Nga trong tuổi động viên đã vượt biên trốn lính. Tất nhiên, theo tác giả, lực lượng quốc phòng của Nga vẫn rất mạnh. Tướng Chris Cavoli thuộc Bộ Hành quân NATO và chỉ huy quân đội Mỹ ở Âu Châu khi điều trần với Thượng viện Mỹ cũng nói rằng quân lực Nga không tham dự cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn nguyên vẹn, từ hải quân, không quân đến kho vũ khí nguyên tử. Ông Cavoli nói, Nga mất 80 phi cơ chiến đấu ở Ukraine, nhưng vẫn còn 1.000 phi cơ chiến thuật khác. Những chiến đấu cơ tầm xa chưa hề đem dùng, chỉ vài chiến hạm bị đánh chìm, vũ khí hạt tâm, không gian, chiến tranh tinh học chưa hề đụng tới. Và đây là hình Vladimir Putin, kẻ gây nên cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, theo tác giả, Vladimir Putin còn một lợi thế khác, đó là vẫn tiếp tục làm chủ dư luận trong nước. Dân Nga chỉ nghe và coi các đài của chính phủ, cho nên 87% vẫn ủng hộ cuộc hành quân đặc biệt của Putin ở Ukraine. Nhưng tác giả nhận xét, tất cả những lực lượng quân sự và vũ khí được sử dụng như thế nào cũng tùy thuộc vào nền kinh tế. Tuần báo US News and World Report cho biết, tình báo Mỹ ước tính chính phủ Nga chỉ đủ sức tiếp tục cuộc chiến thêm một năm nữa. Theo đó, Moscow chỉ dựa vào việc tăng thuế các xí nghiệp, sử dụng quỹ dự trữ quốc gia, tăng số hàng nhập cảng và hy vọng giới kinh doanh sẽ thích ứng để giảm bớt các áp lực kinh tế. Tác giả cho biết, theo thống kê của chính phủ Nga, nền kinh tế Nga vẫn vững chắc mặc dù bị cấm vận, nhưng rất khó tin vào số thống kê của các chế độ độc tài. Tác giả dẫn một phương pháp thẩm lượng, một nền kinh tế phát triển cao hay thấp
dựa vào các đo mức độ ô nhiễm được nhật báo The Wall Street Journal mới công bố. Theo đó, nếu sản xuất công nghiệp tăng, thì số khí thải gây ô nhiễm cũng phải tăng lên. Các vệ tinh nhân tạo có thể đo mức độ ô nhiễm trên trái đất, cũng như theo dõi số lượng nitrogen trên bầu trời nước Nga do các nhà máy thải ra khi đốt than đá hoặc dầu xăng và diesel. Theo đó, trong 6 tháng qua, mức ô nhiễm ở các thành phố Moscow và Petersburg tăng lên, chắc vì xe cộ chạy nhiều hơn. Nhưng mức ô nhiễm trên các vùng công nghiệp lại giảm 6,2% so với năm ngoái, giảm nặng hơn cả thời gian ngưng hoạt động vì bệnh COVID-19, đặc biệt là khí thải do dầu lửa và khí đốt gây ra. Điều này chứng tỏ kinh tế Nga đang gặp khó khăn vì bị cấm vận sau khi đánh Ukraine. Cuối cùng, tác giả nhận xét, tuy dân Nga vẫn còn tin tưởng ông Vladimir Putin và chỉ coi các đài TV của chính phủ, nhưng họ cũng tỏ ra quan tâm đến tình hình chiến sự. Báo US News and World Report cho biết, 84% dân chúng chú ý đến chiến cuộc, trong đó 46% nói rằng họ rất quan ngại. Có 62% lo lắng về cuộc tổng phản công sắp tới của Ukraine và 52% nghĩ rằng tình hình sẽ ngày càng xấu hơn. Vladimir Putin có thể tiếp tục đánh Ukraine trong một năm nữa, cho đến khi dân Nga biết rõ sự thật, họ sẽ phải đứng lên phản đối. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đâu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.